Thưa quý vị, sau khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến cho hai người tử vong tại trung tâm thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất thiết lập bản đồ cảnh báo nguy hiểm với những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, trước mắt có thể thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại buổi làm việc với công ty Kawasaki Nhật Bản, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những đóng góp khoa học của các chuyên gia Nhật Bản trong việc tìm kiếm các giải pháp phòng chống sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng. Trước đó, đoàn khảo sát của Nhật Bản đã đi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, phường 10 thành phố Đà Lạt làm hai người chết. Các điểm có nguy cơ sạt lở cao như khe xanh, đường đặng thái thân. Đại diện công ty này cho biết, qua hình ảnh vệ tinh có thể thấy vào năm 2010 và năm 2015, khu vực này đã sạt lở một phần. Diện tích sạt lở gãy ta lui hoàn toàn là đất đắp thêm để cải tạo mặt bằng có kết cấu lỏng lèo. Đánh giá thực tế, các chuyên gia nhận định vật liệu xây dựng ta lui không đạt chuẩn khiến ta lui không chịu nổi áp lực của khoảng 20.000 mét khối đất đá đắp thêm và nước mưa tích lũy. Những năm gần đây, Đà Lạt xảy ra nhiều vụ sạt lở với tần suất dài đặc gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần nhất là vụ đổ bờ ta vào sáng ngày 29 tháng 6 làm hai người chết, năm người bị thương, hàng chục căn nhà hư hỏng. Trong hai ngày cuối tháng 6, thành phố Đà Lạt cũng ghi nhận 13 vụ sạt lở.